Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa tới lớp 3. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là học là góc vuông, góc không vuông. Đây, người ta họ cho cái mấy cái đồng hồ. Mấy cái đồng hồ này thì cái kim giờ và cái kim phút thì nó tạo ra một cái góc này, như cái góc chỗ này. Nha. Yeah, góc này. Đó, đây là góc này. Rồi, cái góc này này à. Như vậy cái góc vuông hoặc cái hoặc nói cách khác là có cái eke này, đây là cái eke, được không? Chúng ta ví dụ như chúng ta đĩa vào đây mà nó trùng với cái eke này thì nó gọi là góc vuông. Bản thân cái eke này nó là góc vuông này, này đây là góc vuông, góc vuông, được không? Góc vuông thì có cái đặc tính là nó tạo ra 90 độ. Vậy thì bây giờ có góc nào mà em đĩa cây ke này vô mà nó trùng một một cạnh này, trùng với cạnh này, một trùng với cạnh này thì đó là góc vuông. Rồi cái này chúng ta đĩa vô đây như vậy nó không trùng, cạnh này trùng nhưng mà cạnh bên này nó là đi vô trong à, nó đang đây này, nó không được gọi là góc vuông. Cái này xịt qua là một cạnh trùng với lại cái mớ cái thước, nhưng mà còn cái lại cái này là nó xuống đây thì nó không được gọi là góc vuông. Đây trong này thì góc nào là góc vuông, góc nào là góc không vuông. Đây cái này chúng ta sẽ đĩa cái thước vô đây, em thấy hai cái cạnh em thấy nó trùng với lại cái hai cái cạnh cái thước không, đó là góc vuông, được, đó là góc vuông. Còn cái này chúng ta đĩa vô ngay chỗ cái góc này nè, góc này thì nó là ngay chỗ cái nhọn này, thì em thấy cái cạnh một cạnh này trùng một cạnh này nó đi vô trong, thấy chưa, nó đi vô trong ha, không được gọi là góc vuông. Tương tự cái này một cạnh này trùng một cạnh thì nó đi ra ngoài, một thì đi vô trong, hai đi ra ngoài thì nó không được gọi là góc vuông, được không? Không được gọi là góc vuông. Đây góc vuông này thì người ta họ nói cái gì đây, góc vuông đỉnh O, đây ngay chỗ cái đỉnh, ngay chỗ cái này hai cái cạnh này tạo ra một cái đỉnh chỗ này. Thì chúng ta có cạnh là OA và OB, OA và OB. Còn góc là gì? Góc không vuông thì ngay chỗ là đỉnh đỉnh B, cạnh là BM, BM và BN. Góc này cũng góc không vuông thì có đỉnh là đỉnh E, đỉnh là đỉnh E, cạnh là AC, ED. Chúng ta đọc ED trước cũng được, AC sau cũng được, được không? Mục số 3 EK. Đây là cái thước EK đây. Đó là cái thước EK. Đấy. Đây người ta họ vẽ một cái thước EK. Cái thước EK này người ta họ đi kêu vậy đấy. Đó. Cái thước EK này nó lớn hơn cái thước EK trong này. Thì đây người ta họ dùng, người ta yêu cầu là dùng với cái EK này để kiểm tra góc vuông. Thì chúng ta đặt như thế này. Đặt như thế này. Đấy, kiểm tra. Mình xem cái góc nó có vuông hay không. Chúng ta qua trên. Bài số 1. Dùng eke để nhận biết góc vuông của hình bên rồi đánh dấu góc vuông theo mẫu. Như vậy người ta cũng đã kiểm tra một góc rồi. Đây, người ta cũng đã kiểm tra một góc. Thì góc này là góc vuông rồi, được không? Để chúng ta kiểm tra hỏi xem cái góc này có góc vuông nữa hay không. Rồi đặt cái thước vô đây. Đó, vuông nữa chưa. Để thầy kê cái sách lên không, chỗ này nó bị. Rồi, thầy kiểm tra lại. Đây, góc này có vuông. Rồi. Đây là cái ký hiệu của góc vuông. Rồi, góc bên này đĩa như thế này cũng là góc vuông, chưa? Ký hiệu vô. Rồi góc ở dưới này, góc này cũng góc vuông, ký hiệu vô.
Câu B, dùng EK để vẽ góc vuông đỉnh O, cạnh OA, OB theo mẫu. Nè. Đây, đỉnh O đây, cạnh là gì? OA, OB. Góc vuông đỉnh M, cạnh MC, MD. Rồi chúng ta vẽ. Đáng để cái thước này luôn vô đây ha, để thước này luôn đây. Và chúng ta kẻ. Ôi cái này nó chưa khô mực. Rồi. Như vậy là đỉnh góc vuông đỉnh M, như vậy chỉ M chỗ này. Cạnh MC, MD. D ở đây cũng được, hoặc C ở đây cũng được. À, hai cái này đổi vị trí nhau cũng được, không sao. Ký hiệu vô. Bài số 2. Trong các hình dưới đây, câu A, nêu tên đỉnh và các cạnh góc vuông. Đây, cái này là gì? Góc vuông đỉnh A. Cạnh gì? AE. AD. Này là gì? Đỉnh. Cái này không phải là góc vuông nè, cho nên mình không có thể ghi là góc vuông đỉnh A được, nhưng mà mình chỉ ghi là đỉnh B nè, đỉnh B. Một câu A mà người ta yêu cầu là liệt kê cái đỉnh đỉnh A và cạnh góc vuông trước, rồi cái nào chúng ta câu B thì liệt kê những cạnh và cái đỉnh không vuông. Vậy bây giờ chúng ta sẽ liệt kê được một cái này. Và chúng ta xem là cái nào nữa. Cái này không phải là góc vuông, cái này không phải là góc vuông. Bằng cách là chúng ta để cái thước vô đây nè. Đó. Để thước vô. Nó nằm vô trong á. Cạnh này nó nằm vô trong đó. Không được. Cạnh này nó nằm ra ngoài. Không được. Cái này được nè. Để kiểm tra luôn lúc luôn. Cái này không được. Cái này được nè. Như vậy còn là hai cái này nữa. Góc vuông đỉnh D, cạnh gì? DN. Và cạnh gì? DM. Nào này là góc vuông đỉnh G. Cạnh gửi và gì gửi rồi còn lại mấy cái kia là không phải là góc vuông thì thầy hãy viết đỏ cho nó nổi lên. Vậy cái này là chúng ta không có thể ghi là góc vuông đỉnh A được, mà chúng ta ghi là đỉnh A ha. Góc đỉnh A
góc đỉnh A, cạnh gì đó. Góc đỉnh B, cạnh BG, BH. Cái này này. Rồi cái này là gì? Góc đỉnh gì? Đỉnh C. Cạnh CK. CA. Cái này gì? Góc đỉnh gì? Góc đỉnh A. Cạnh gì? Cạnh AQ. AB. Bài số 3. Trong hình tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông, góc nào là góc không vuông? Đây, góc M là góc vuông này, ký hiệu vô. Góc này góc vuông này, ký hiệu vô. Còn lại chúng ta nhìn vô là chúng ta phải biết là góc này góc vuông không vuông. Đó, này nó qua này. Và góc này cũng tương tự vậy. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ liệt kê là góc vuông. Góc vuông M và Q, góc không vuông gì? B, P và M, P và N, N và P. Câu số 4, khoanh vào chỗ đặt trước câu trả lời đúng. Số góc vuông trong hình B. Rồi, góc này, đo thử xem. Một góc vuông. Hai góc vuông. Này chắc chắn sẽ là góc vuông là 3 góc vuông. Và góc này nữa. 4 góc vuông. Còn góc này không phải nè. Được. Góc này cũng không phải. Nên là này là 4 góc vuông. Câu D. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.